Dự báo khả năng áp thấp gần Biển Đông mạnh lên. BB News xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với bản tin thời tiết mới nhất trong 24 giờ qua. Sau đây là bản tin chi tiết. Các nhà dự báo đang theo dõi hai áp thấp 92W và 93W gần Biển Đông và ở Quảng Đông, Trung Quốc. Vào ngày 25 tháng 9, Trung tâm Cảnh báo Liên hợp JTWC của Mỹ cho biết cả hai áp thấp này đang tạo ra một khu vực lớn có mưa rào và dông bão. Tuy nhiên, gió tầng cao không thuận lợi cho sự phát triển. JTWC đang đánh giá hai áp thấp này có cơ hội ngắn để trở thành áp thấp nhiệt đới trong vòng vài ngày tới, với xác suất mạnh lên trong 7 ngày tiếp theo là 30%. Thông tin chi tiết về vị trí, thời gian 7 giờ ngày 24 tháng 9, vị trí tâm áp thấp 93W khoảng 21,39 độ Vĩ Bắc, 110,18 độ Kinh Đông. Áp suất trung tâm 1.008 HPA. Khoảng cách đảo Cô Tô Việt Nam khoảng 265,2 km. JTWC cũng theo dõi một hệ thống khác có tên gọi là Area B ở phía đông bắc của đảo Luzon ở của Philippines. Dự kiến sẽ hình thành một vùng áp thấp mới vào cuối tuần này với khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới vào ngày 29 tháng 9. Xác suất hình thành trong 7 ngày là 40%. Ngoài ra, áp thấp yếu Invest 91W ở khu vực phía đông của đảo Guam và Rota đang gây mưa rào, nhưng khả năng phát triển đáng kể của hệ thống này rất thấp, chỉ có 10% trong 7 ngày tới. Tác động nặng nề của bão Palasan và không khí lạnh từ Trung Quốc. Thưa quý vị, tại thành phố Thượng Hải đang phải đối mặt với một đợt thời tiết khắc nghiệt kéo dài do hậu quả của Palasan kết hợp với không khí lạnh từ phía Bắc. Diễn biến bão Palasan, thời gian đổ bộ, bão Palasan đã đổ bộ vào đất liền của Thượng Hải vào đêm ngày hôm qua, đánh dấu lần thứ hai trong một tuần mà thành phố này phải hứng chịu bão. Vị trí đổ bộ, cơn bão đổ bộ vào quận Phụng Hiền của Thượng Hải vào lúc 21 giờ 45 với sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt 83 km/h. Lần đổ bộ trước đó Palasan đã đổ bộ vào đầu của huyện Đại Sơn, tỉnh Chiết Giang. Tình hình thời tiết hiện tại, với sự hội tụ của không khí lạnh từ phía Bắc, người dân Thượng Hải đang chuẩn bị cho những thách thức tiếp theo, bao gồm mưa lớn và gián đoạn trong sinh hoạt. Tình trạng thời tiết khắc nghiệt đang gia tăng, đe dọa đến cuộc sống và an toàn của người dân trong khu vực. Cơn bão Palasan đã gây ra những tác động lớn làm trầm trọng thêm, tình hình vốn có đã khó khăn hơn trong bão Bebinca, cơn bão thứ 13 trong năm, vừa tàn phá Thượng Hải chỉ vài ngày trước đó. Lượng mưa kỷ lục. Trong những trận mưa như chút nước do bão Palasan đã nhấn chìm Thượng Hải với lượng mưa khổng lồ, ảnh hưởng đến toàn bộ thành phố, các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bao gồm Phố Đông, Trạm Nước, Tuần Trần ghi nhận lượng mưa lên đến 308mm chỉ trong 6 giờ. Sichuan, trạm quan sát khí tượng Giang Chia Chai ghi nhận 327,7mm mưa, đánh dấu trận đại hồng thủy lịch sử chưa từng thấy kể từ năm 1978. Theo thông tin từ cơ quan khí tượng Thượng Hải. Hậu quả tức thì, hậu quả của trận mưa lớn diễn ra nhanh chóng và trên diện rộng, dẫn đến đóng cửa trường học, 334 trường học trên khắp Thượng Hải phải đóng cửa để đảm bảo an toàn cho học sinh. Biện pháp phòng ngừa, các thành phố lân cận ở tỉnh Giang Tô và Thường Châu, Vô Tích và Tĩnh Gia đều cũng đang phải quyết định đóng cửa lớp học để bảo vệ sức khỏe của học sinh. Khi bão Palasan dần suy yếu và di chuyển về phía đông bắc, tình hình thời tiết ở Thượng Hải cũng có những chuyển biến tích cực với gió và mưa giảm dần. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng đã đưa ra cảnh báo về khả năng mưa lớn trở lại vào cuối tuần này do ảnh hưởng kéo dài của bão Palasan và không khí lạnh từ miền Bắc Trung Quốc. Điều này làm gia tăng lo ngại về khả năng xảy ra lũ lụt và gián đoạn trong khu vực đồng bằng Bắc sông Dương Tử. Tình hình không khí lạnh. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam đã thông báo về sự di chuyển của một bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc xuống phía Nam. Cụ thể, ngày 26 tháng 9, bộ phận không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ. Đêm ngày 26 tháng 9 và sáng sớm ngày 27 tháng 9, không khí lạnh sẽ lan rộng và ảnh hưởng đến hầu hết khu vực phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc với cường độ từ cấp 3 trên đất liền và cấp 4-5 ở vùng ven biển. Thời tiết dự báo, ngày 26-27 tháng 9, thời tiết ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ chuyển mát, với vùng núi Bắc Bộ có nơi trời lạnh. Nhiệt độ dự báo nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ dao động từ 20 đến 23 độ C, trong khi vùng núi có thể sẽ xuống dưới 19 độ C.
Người dân cần chú ý đến cảnh báo thời tiết và chuẩn bị cho khả năng mưa lớn trở lại, cũng như tình trạng lạnh giá trong những ngày tới, đặc biệt ở các khu vực miền núi và vùng ven biển. Sự chuẩn bị kịp thời sẽ giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực từ thời tiết khắc nghiệt. Dự báo bão chồng bão dưới sự ảnh hưởng của La Nina. Trong bản cập nhật ngày hôm nay, Trung tâm Dự báo Khí hậu của Mỹ đã đưa ra thông tin về sự hình thành của hiện tượng La Nina. Cụ thể, La Nina dự kiến sẽ chính thức xuất hiện từ nay đến tháng 11 với khả năng kéo dài đến mùa đông từ tháng 12 năm 2024 đến tháng 2 năm 2025 lên đến 77%. Tình hình nhiệt độ nước. Nhiệt độ nước ở trung tâm Thái Bình Dương đã duy trì gần mức trung bình, dài hạn trong tháng qua, trái ngược với dự đoán sẽ có xu hướng lạnh đi trong điều kiện La Nina đang chớm nở. Điều này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của các hiện tượng khí hậu trong thời gian tới. Tác động của La Nina đối với mùa bão. La Nina được hiểu là một yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy khả năng, hình thành và cường độ của các cơn bão trong mùa bão năm nay. Các giai đoạn La Nina thường đi kèm với gió đứt giảm. Điều này xảy ra trên vịnh Mexico và lưu vực Đại Tây Dương, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển mạnh mẽ của các cơn bão nhiệt đới và cuồng phong. Thời điểm quan trọng của mùa bão. Đỉnh điểm của mùa bão Đại Tây Dương hiện tại là trong tuần này, với mùa bão chính thức kéo dài đến ngày 30 tháng 11. Người dân ở các khu vực dễ bị ảnh hưởng cần theo dõi sát sao các bản tin dự báo thời tiết để chuẩn bị ứng phó kịp thời với những cơn bão có thể xảy ra. Tiến sĩ Phil Klosbach, chuyên gia về bão tại Đại học bang Colorado, đã nêu rõ rằng ngay cả khi hiện tượng La Nina xuất hiện muộn hoặc sớm hơn một chút, nó vẫn có thể kết hợp với nhiệt độ nước cao hơn mức trung bình và các yếu tố khí hậu khác tạo ra một mùa bão muộn hơn ở một số khu vực. Tình hình hiện tại. Hiện tại, ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông, hiện tượng Enso chuyển từ El Nino sang La Nina đang trong trạng thái trung tính. Dự báo từ tháng 10 đến tháng 12, khả năng chuyển sang trạng thái La Nina đạt từ 60 đến 70%. Dự báo bão áp thấp nhiệt đới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời gian từ tháng 10 đến tháng 12, hoạt động bão áp thấp nhiệt đới dự kiến sẽ xuất hiện ở mức xấp xỉ hoặc là cao hơn mức trung bình nhiều năm, với mức từ 4 đến 5 cơn bão áp thấp nhiệt đới. Đổ bộ vào đất liền. Số lượng cơn bão có khả năng đổ bộ vào đất liền có thể cao hơn so với trung bình nhiều năm, 1,9 cơn, chủ yếu tập trung ở khu vực Trung Bộ và các tỉnh phía Nam. Theo Cục Quản lý Thiên văn Địa chất, Địa vật lý và Khí quyển Philippines Pagasa, khả năng phát triển của hiện tượng La Nina vào thời điểm đỉnh điểm của mùa mưa bão có thể gây ra những tác động lớn đến số lượng các cơn bão nhiệt đới. Dự báo và cảnh báo. Thứ nhất, tăng số lượng bão. La Nina có khả năng làm gia tăng số lượng các cơn bão nhiệt đới. Điều này có thể dẫn đến nhiều trận bão hơn trong mùa bão, làm gia tăng rủi ro cho các khu vực ven biển. Thứ hai, tốc độ đổ bộ. Pagasa cảnh báo rằng La Nina có thể khiến cho các cơn bão đổ bộ vào đất liền nhanh hơn. Điều này đồng nghĩa với việc thời gian chuẩn bị cho người dân và các cơ quan chức năng sẽ rút ngắn, gây khó khăn trong việc ứng phó với những tình huống khẩn cấp. Kêu gọi hành động. Người dân và chính quyền địa phương cần chủ động chuẩn bị cho những tác động tiềm tàng của La Nina, bao gồm việc xây dựng kế hoạch ứng phó khẩn cấp, nâng cao nhận thức cộng đồng và thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản cũng như an toàn tính mạng trong mùa bão sắp tới. Việc theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo thời tiết từ Pagasa là cực kỳ quan trọng trong thời điểm này. Dự báo thời điểm miền Bắc trở mưa dông, giảm nhiệt. Trong hai ngày gần đây, miền Bắc Việt Nam chủ yếu có thời tiết nắng ráo, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 32 đến 33 độ C, có nơi vượt 33 độ C. Dự báo thời tiết sắp tới, thay đổi thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 28 tháng 9, miền Bắc sẽ chuyển sang trạng thái có mưa rào và dông rải rác. Giảm nhiệt độ, do tác động của mưa dông, nền nhiệt có khả năng giảm từ 2 đến 4 độ C, với nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 29 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10, dự kiến sẽ có dao động từ 29 đến 31 độ C. Dự báo lượng mưa, trong thời gian 1 tháng tới, tổng lượng mưa trên toàn quốc dự kiến sẽ ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Riêng khu vực Trung Trung Bộ có tổng lượng mưa cao hơn từ 15 đến 30% so với trung bình nhiều năm trong cùng thời kỳ. Toàn quốc sẽ trải qua nhiều ngày mưa, trong đó khu vực Trung Bộ có khả năng sẽ có một số đợt mưa lớn ở diện rộng. Nguy cơ thiên tai. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết cho biết, thời gian còn lại của tháng 9 vẫn nằm trong mùa mưa ở khu vực Bắc Bộ và Tây Nguyên.
khu vực này có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất do những ngày mưa vừa mưa to. Người dân ở các khu vực có nguy cơ cao cần chủ động theo dõi thông tin dự báo thời tiết và có các biện pháp phòng tránh thiên tai để đảm bảo an toàn. Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 ở cả ba miền. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong 24 đến 48 giờ tới, thời tiết ban ngày ở cả ba miền sẽ chủ yếu là nắng ráo. Chi tiết dự báo, tại Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa vài nơi, trưa và chiều trời nắng. Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng đêm ngày 26 tháng 9 sẽ có mưa rào và dông rải rác. Trung Trung Bộ, từ đêm ngày 26 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Sau đó mưa rào và dông sẽ xuất hiện ở vài nơi. Các khu vực khác sẽ có ngày nắng, nhưng chiều tối và đêm có khả năng xảy ra mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn mưa dông có thể có lốc, sét và gió giật mạnh. Nhận định hình thế thời tiết từ đêm ngày 26 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10. Tại Bắc Bộ, từ đêm ngày 26 tháng 9 đến đêm ngày 27 tháng 9, dự báo có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10, khả năng có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất trong khoảng thời gian này phổ biến không vượt quá 30 độ C từ ngày 2 đến 3 tháng 10. Khu vực Trung Bộ, từ ngày 27 tháng 9 đến 30 tháng 9, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Từ đêm ngày mùng 1 đến mùng 3 tháng 10, có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong khoảng thời gian dự báo, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày nắng. Riêng khu vực Nam Bộ, chiều tối ngày 26 và 27 tháng 9 có khả năng có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khuyến cáo, người dân cần lưu ý thời tiết có thể diễn biến phức tạp, đặc biệt trong các cơn mưa dông và mưa lớn. Cần phải có các biện pháp phòng tránh an toàn để đảm bảo sức khỏe và tài sản. Dự báo thời tiết khu vực Nam Bộ cuối tháng 9. Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ thông báo, trong những ngày cuối tháng 9, khu vực sẽ đón một đợt mưa diện rộng, có khả năng xuất hiện mưa vừa đến mưa to. Tình hình hiện tại, chiều ngày 25 tháng 9, mây đối lưu đã bắt đầu phát triển tại các tỉnh như Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang và nhiều khu vực khác. Dự kiến trong 4 giờ tới, những vùng mây này sẽ gây mưa rào và dông tới các tỉnh nói trên và các tỉnh lân cận như Cà Mau, Bạc Liêu và Bà Rịa Vũng Tàu. Trong cơn dông, người dân cần lưu ý đến khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguyên nhân gây mưa dông, hình thế gây ra mưa dông này là do áp lực cao lục địa đang tăng cường xuống Bắc Bộ, cùng với giải hội tụ nhiệt đới có trục vắt qua Bắc Trung Bộ. Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến yếu, ở trên cao, áp cao cận nhiệt đới đang lấn Tây và vắt qua Nam Bộ. Dự báo trong 48 giờ tới, trong khoảng thời gian từ 24 đến 48 giờ tiếp theo, dạnh áp thấp có trục qua Trung Bộ sẽ suy yếu dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới vẫn lấn Tây và có trục qua Trung Bộ. Từ ngày 26 đến 27 tháng 9, trục áp cao này sẽ dịch chuyển lên phía Bắc. Khuyến cáo, dự báo từ ngày 26 tháng 9 trở đi, mưa sẽ gia tăng trở lại với khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông. Cần đề phòng khả năng mưa lớn có thể ngập cục bộ tại các vùng trũng thấp và những khu vực kém khả năng tiêu thoát nước. Người dân nên chuẩn bị các biện pháp an toàn và theo dõi thông tin thời tiết thường xuyên để có những biện pháp ứng phó kịp thời. Thưa quý vị, bản tin thời tiết hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe. Nếu thấy hay, đừng quên ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh BB News để chúng tôi có động lực ra thêm nhiều video mới và hữu ích hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Xin cảm ơn.